Nghe rõ Dạ nghe rõ. không? Ok, thì hôm nay tao mới ngủ dậy mà bữa nay cũng dậy rất là trễ, nhưng mà có điều cũng có mấy cái sự việc nó xảy ra. Thì thứ nhất á, nãy giờ nghe tụi nói cái thằng Hoàng Viễn á, thì bác không biết nó là ai, nhưng mà điều lúc thì mình thấy nó cũng nó ăn nói cũng ok, ở lúc thì hay chọt chọt ngoáy, thì chuyện đó mình không nói. Nó ở Mỹ thì kệ đó đi, tao quan tâm chuyện đó là bà quan tâm ở chỗ tụi này, là tao cho tụi coi một cái tin mới gì nhận được mà tao của xã hội Mỹ. Xã hội Mỹ ở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tin thứ nhất á, là cái chùa tin bonsa nha, tá hỏa mất sạch tiền tích cóp nhiều năm của một cái chùa là có mấy chính phủ Mỹ nha. Đó mẹ đi, tụi bay nói trước tao, tao nói mẹ đi, chính phủ Mỹ vào trong chùa ăn cắp đó. Thì tại xảy ra trên đất nước Mỹ, xảy ra trên đất nước Mỹ thì mình nói Mỹ chứ sao giờ, nó nước Mỹ nó lại thấy cho nó ăn cắp rồi, mà nó vô chùa nó ăn cắp đó mày, ghê thiệt đồ má. Cho mày coi nha, đây này, nói vậy cho nó để vậy để vừa ý cho thằng ngoài đây, thấy chưa, thấy chưa. Rồi tin tin bosa mất sạch tiền tích cóp nhiều năm, cái này là tin chính xác nha, cái này là của Trịnh Quốc Thiên nó mới vừa đọc lên mà tao mất tiêu rồi. Đây mà nhắn Thành phố Santana đã có cuộc họp báo và loan báo cho biết tin tức hết sức nghe chấn động rõ không? Chấn động, chấn động, là chấn động. hai nhà đã bị trộm khua khoáng lấy trên 100.000 đô la tiền ở Trời phía ơi. xương, thưa quý vị. Rồi thôi được rồi, nó đẩy lấy là đồ má chính phủ Mỹ đấy, phải không? Tại nó nằm trên đất nước Mỹ là phải cũng quân quân không? Đúng chưa? Phải không Hoàng Nguyên? Má cho nó gọn nhẹ đi, cho nó gọn nhẹ đi, được má. Tại tụi bay nói trước tư tao tao này. Cái tin thứ hai nữa chấn động, chấn động. Chấn động nữa hả? BBC tiếng Chấn Việt động đàng hoàng hoài nha, biết ghê không? Chấn động chứ, tại tao hay nói mà. Hễ đụng chuyện gì à. mà đụng mấy tù nhân lương tâm cái nó kêu chấn động, chấn động rồi thì tao cũng chấn động, chấn động này là đây BBC News nha, những tiệm nail người Việt tại Mỹ nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn, bài học chủ tiệm nail và thợ thợ nail đó, BBC tiếng Việt là hoàng ngang đó, thấy chưa. Đó là đó, mình nói chung chung là cái mình nói sơ sơ chút, nói vấn đề đây là gì, là cái cộng đồng người Việt mình đa số những người nói vậy cho thôi, chứ thực tế là những người Việt mình sống bên nước Mỹ này là lựa chọn cho cái nghề là gì, cái nghề không cần tiếng Anh nhiều rồi không cần phải ấy, thì cái nghề nào là nghề, là cái nghề đa số người Việt mình chọn. Cái điều này xảy ra thì mình cũng rất là, nói chung là mình cũng thấy buồn, buồn ở chỗ là sau này những người Việt bên Mỹ này càng khốn đốn hơn nữa. Nó nói như vậy để cho mình hiểu rằng cái con người Việt Nam mà sống bên nước Mỹ này không giàu có như tao thì cũng phải phân nửa rồi mới đã, cái còn là phải chọc khoái này phân nửa là đâu, Hoàng Nguyên đâu là khổ, đúng chưa, còn không nữa là chết mẹ rồi. Mà đừng có tưởng bở thiên đường thiên đói chó gì trên trời không được đó. Thì tá hoại chấn động không à, tao ớn lạnh xấu quá rồi, quá lên bữa nay gặp cái thằng quỷ thằng gì, thằng không thì thằng gì ta, thằng gì mà minh minh gì đó, minh của mình á, Huy gì đó, Huy 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 được, bữa nay nó cũng sổ ra cũng chửi, thấy tao tức cười quá, nó tưởng nóng tượng có rồi mình đây đâu. tao phải chạy. Không phải, có là tao nghĩ trong đời này đủ trên các diễn đàn của mày từ xưa giờ tao bị chửi quen rồi, từ xưa thì không có mấy, bữa nay bị xuất hiện một thằng chửi nữa rồi, mà bạn này xưa là rất là hiền rồi, cái buồn cười đó, tao gọi tao buồn cười, tao nghe tao nói chuyện tao buồn cười. Thì tao cũng bổ túc thêm hai cái sự kiện mới xảy ra, một là chùa, chùa là nơi bất khả xâm phạm nghe, linh thiêng lắm đó, thằng nào lấy là đủ má, mà thằng Mỹ đâu có sợ đâu, nó chơi luôn được. Rồi một hai nữa là tin chấn động về gạch neo của Mỹ thì có thể là sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn, để chúng ta hái là vậy đi. Rồi nói chung đó là tin tức của chính xác à, ta tao không có đặt điều đó dễ nghe đó. Thì xung quanh cái này là nó khổ một cái nào, ồ mà nó rồi lên nữa kìa mày, mày nhìn xuống Ai cho nó lên đi, rồi hồi đó, thằng Việt Cry
Rồi rồi rồi, ok. Hello. Nghe rõ hello người ơi. Nghe rõ nghe rõ. Bước ra bà nói giùm mình chút xíu nha. Cứ nói đi, cứ nói đi. Rồi. Cảm ơn bác Cầm nha. Hôm nay bác Cầm đang lên con chuẩn bị đi làm rồi. Nãy hứa với Thơ Quang á cho Thơ Quang với mấy cả nhà mình xem clip này chơi. Cái chuyện này nó cũng mới xảy ra đây. Nó cũng mới xảy ra đây mà không biết có chú có bác nào hay là ai xuống đường ở bên Mỹ này coi coi vụ này làm sao mà thấy nó thê thảm quá. Cái này là cảnh sát của thành phố Houston mà nó quay đèn cái chị phụ nữ này, này là con gái chứ không phải là con trai nha. Mà không biết sao nói chuyện sao không biết nữa mà nó lôi ra bên hông đằng sau cái cây xăng. Cái tòa nhà, cái building của cái cây xăng á. Nó nói chuyện thấy cũng ok lắm. Thơ Quang đâu rồi, còn nghe không? Không, Thơ Quang cũng chạy đâu mất rồi. Thơ Quang. Ô lê. Ok. Cái này là cái này là ở bên thành phố Houston đó Thơ Quang. À. Mà mấy anh cảnh sát nói chuyện với cái chị phụ nữ mà không biết sao mấy ảnh kêu đem chị ra bên hông đằng sau cái building cái xăng á. À. Mời bà con coi nha, cho em ý kiến thử coi sao. À, bị người dân quay lén lại. A young woman nha. Một người đàn bà trẻ tuổi. Young woman. Ta giao lưu tí mà gì đâu căng, làm gì đâu căng. Dân chủ mà, ta dân chủ nhân quyền, ta giao lưu tí. Ông cứ làm gì đâu căng ba. Mấy chú ba làm mấy chú nói vậy á, phải không? Thực ra phải không? Đó. thấy một thằng đứng ở ngoài canh nữa không, ba thằng trong đây đập nha. Đó. Đây nè, gọi là canh xe đó, đúng không? Thấy thằng này đứng xe, ở ngoài canh không? Ủa giống như là để tao canh cho tụi nói là để tao canh cho tụi bay chơi đi đó. Ba tăng vào ngoài đúng không? Ba tăng vào ngoài á đó, dân chủ đó, dân chủ á, dân chủ rồi, dân chủ Mỹ đó, đó dân chủ Kiên Giang rồi, vô coi dân vũ này Kiên Giang. Không có trốn đâu rồi. Hả? Cái thằng đứng ở ngoài giống như một sếp. Không, vậy. Cái còn này á. Kia là cái kiểu cảnh sát ngồi trong xe đó. Đúng rồi, vừa ra. Cái này á mà mấy chú bên kia nói sao biết không vừa ra. Nói trời ơi, thì tự nó vi phạm thì nó phải ăn đòn thôi. Làm gì đâu cắn. Đúng không? cái này không biết có bác nào nói này, không biết có bác nào nói là tin điểu, không biết này là của đài truyền hình lớn luôn, không biết có bác nào nói tin điểu à. mình chơi toàn là tin Mỹ không à, tin của Mỹ mà tin của đài truyền hình lớn đàng hoàng, chứ mình không có chơi cỡ CBS rồi đúng không, cỡ CBS à, CBS cỡ CBS được rồi gì. Rồi còn vừa rồi mới đây ở dưới Florida kìa, nó phanh khui ra cái vụ mà cái này là của tờ báo The Hill nha, tờ báo The Hill cũng lớn lắm á, nó phanh khui ra cái vụ mà tại ở dưới đó cái đảng Cộng hòa mà bất cứ người nào mà về bên trong y tế đồ này kia mà nói về bệnh dịch đồ này kia đồ quá, nó đì nó cho con người ta đuổi việc rồi nó hâm he gì ấy tùm lum tà la, nó cũng mới nổ ra đó. Ừ. Nó bị lòi ra đó.
Thì anyway, anh Đặng Việt Hùng mới nói rồi. Lên chia sẻ tí xíu ok bạn đó, thì không biết mấy anh em mà gì kêu gọi xuống đường dân chủ gì đó, làm ơn kêu xuống đường dân chủ giùm cái chị này đi. Cái chị này là chị còn trẻ lắm mà ba anh cảnh sát bự như con trâu vậy, con anh đứng ngoài canh đường nữa cho ba anh kia đập thì không biết sao đây. Anh Đặng Việt Hùng mới nói thì cái hình ảnh đó có gì đâu căng, đó chỉ là bảo vệ nhân quyền theo kiểu Mỹ thôi. Đúng không? Người ta bảo vệ nhân quyền theo kiểu Mỹ thôi. Thì đúng rồi đó. Bảo vệ nhân quyền. Có gì đâu nhiều căng. Việt Rai còn nhiều lắm. Tiếu, mình không có gì nhưng mà mình chỉ có cái như nè. Việt Rai lên đưa những cái đáng là Việt Rai thơ quan hay Việt Rai rất là ít lên diễn đàn. Việt Rai chỉ nghe ấy thôi, nhưng mà đúng rồi. Mình chỉ không thích con cái những người ở bên này mà cứ lên hay chọt về Việt Nam, môi móc Việt Nam á. Chính xác. Mà nói những cái xấu, những cái mà không có, họ nói có hay là họ cố tình họ môi móc những cái chuyện không đáng họ ráng họ nói, mà trong khi đó họ đang ở một cái chỗ nó như là một cái bãi rác. Mình nói thiệt, nó búa xua. Đúng mình rồi. Không có nói là nó hoàn toàn nó xấu. Nó cũng có cái tốt, nó cũng có cái xấu. Mình không có nói Mỹ xấu, Mỹ vẫn có cái tốt. Nhưng mình đúng phải rồi. Chấp nhận nó có cái xấu. Nó có hai mặt cả. Nhưng mà những người mà ở Việt, những người đó Việt là xã Nam hội ở mà. Bên đây nè mà, những người Việt Nam mà chống cộng á, họ chống cộng một cách giống như là tiếng Mỹ mình kêu là stupid, là nó ngu xuẩn. Họ không có họ không chính có xác. Nhìn vô những cái xấu của họ ở đây, mà họ cứ phải so sánh là Việt Nam với Mỹ, là Việt Nam sao phải như Mỹ, Việt Nam sao phải như Mỹ, phải làm cái này phải làm cái kia như Mỹ. Làm sao mà làm được, mỗi một đất nước mỗi một cái thể chế nó khác nhau, mỗi rồi nó tùm lum ta lá, làm sao mà làm được. Nhưng mà họ hay so sánh cái đó, bởi vậy mình mới không thích cái chỗ đó thôi. Thì mình mới đưa lên để cho người ta, mọi người thấy là đó, nước Mỹ nó vậy đó, ở Việt Nam mà thử kiểu vậy coi thì mấy bạn nghĩ sao, đúng không? Mình chỉ đưa ra vậy thôi. Rồi cái sự thật, mình đưa ra sự thật những cái chuyện nó xảy ra hàng ngày mình thấy, chứ mình không có giống như người ta mà cứ ngồi đó mà cứ quan quan nói là tới chừng hỏi đâu, nói trên YouTube á, trên đây trên kia nó không được. Mình nói là mình nói có sách mách có chứng đàng hoàng chỉ vậy thôi. Rồi cho đại ca kia lên đi, không thôi ngổn ngổn chửi à. Ai Việt ok, cảm ơn Việt Rai nha. Xin chào Việt Rai. They are not stupid, they are crack. Đúng rồi đó, ai Việt crack hết, crack hết mà super nặng luôn á. Ok, Việt Rai chào cả nhà, chào cả nhà, chúc cả nhà có gì ngủ ngon. Chào anh bạn Thư Quang, có gì rảnh rỗi Việt Rai lên chơi sao? Bye cả nhà, chào cả nhà nha. Ok, cảm ơn Việt Rai nha.